Trong những năm gần đây, công tác giảm nghèo đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Nghệ An và được cấp ủy chính quyền các cấp triển khai thực hiện một cách quyết liệt. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm nhanh theo từng năm. Có được kết quả này, một trong những cách làm mang lại hiệu quả cao và bền vững đó là giúp hộ nghèo phát triển kinh tế. Nhân ngày vì người nghèo năm nay, chúng ta cùng nhìn lại hiệu quả từ một mô hình hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế. Được Tổng đội Thanh niên xung phong 8 vận động khuyến khích, hỗ trợ hoàn toàn về kỹ thuật và cây giống. Năm 2013, ông Vừa Bá Chống là người Mông đầu tiên của xã Hồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, đã tham gia trồng thí điểm cây chè san tuyết. Vụ đầu tiên với hơn 1 hecta trồng chè, gia đình ông thu về trên 10 triệu đồng. Có vốn, ông Chống tiếp tục trồng sen chè với cây gỗ quý Pơ Mô, vừa tạo tán cho cây chè, vừa mang lại giá trị kinh tế cao về lâu dài từ thu hoạch gỗ. Ngoài ra, ông Chống còn sản xuất chăn nuôi 10 con bò, hàng trăm con gà lợn, trồng 3 hecta sắn, ngô, lúa. Nhờ biết làm ăn, từ hộ nghèo, giờ đây gia đình ông đã vươn lên thành hộ khá. Cái hiệu quả thì so với làm rẫy lúa thì hơn nhiều. Vì hiệu quả cái vặt chè hiện nay gia đình thì gần 2 ha và thu hoạch thì được 40 triệu trở lên. Mà trong đó làm rẫy lúa thì tự nhiên cũng được như thế, nhưng mà rẫy lúa thì lại không có rẫy làm mà cũng không lâu dài, không ổn định. Học tập cách làm của ông Chống, bà con người Mông ở Hồi Tụ đã mạnh dạn làm theo. Nhờ vậy đến nay, nhiều hộ gia đình trong bản trung tâm đã thoát nghèo. Hiện nay, chè san tuyết đã phủ một màu xanh mượt trên 600 hecta đồi núi của xã Hồi Tụ. Trung bình mỗi hộ, gia đình thu nhập bình quân 30 triệu đồng mỗi năm, thậm chí có gia đình thu nhập đến trên 60 triệu đồng mỗi năm. Nếu như trước kia, xã Hồi Tụ có đến 80% là hộ nghèo, thì nay chỉ còn 52% theo tiêu chí mới. Chúng tôi đã tập trung hỗ trợ cho bà con về là kỹ thuật, con giống và cây giống để nhân rộng. Với cách làm này, trong những năm qua, số hộ nghèo trên địa bàn huyện nhà đã giảm đáng kể, số hộ khá và hộ giàu thì ngày càng tăng. Xã Lượng là một trong những địa phương có tốc độ giảm nghèo nhanh của huyện Tương Dương với tỷ lệ 15% mỗi năm. Để đạt được kết quả này, xã Lượng đã xây dựng đề án giảm nghèo riêng phù hợp với địa phương mình, đặc biệt chú trọng xây dựng các mô hình trang trại, gia trại, bán hoang dã, đầu tư các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất của chính phủ vào đúng đối tượng, hợp nguyện vọng, không giàn trải. Do vậy, chỉ trong vòng 3 năm, từ năm 2012 đến năm 2015, xã Xá Lượng đã giảm được gần 50% hộ nghèo. Hiện, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn khoảng 39%. Đảng ủy chính quyền xã là luôn chú trọng phát triển kinh tế gia đình. Thì cái phương pháp thứ nhất đó là cần phải tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và mặt trận các đoàn thể. Ngoài ra thì xã cũng có một số gương điển hình của các hộ khá để cho các hộ nghèo có thể học hỏi thêm. Không chỉ ở Tương Dương và Kỳ Sơn mà các địa phương trong tỉnh đã phát huy hiệu quả sự hỗ trợ về vốn và khoa học kỹ thuật vào việc phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Cùng với huy động nguồn lực từ các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân hảo tâm, Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đổi mới cách thức hỗ trợ người nghèo hướng tới giảm nghèo bền vững bằng việc phát huy tính sáng tạo, linh hoạt của chính quyền địa phương và tính năng động tích cực của người dân. Từ năm 2011 đến nay, Quỹ vì người nghèo được Mặt trận Tổ quốc các cấp huy động được trên 125 tỷ đồng. Riêng năm 2014, toàn tỉnh huy động được 31 tỷ đồng và 9 tháng đầu năm 2015 huy động được gần 18 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, người nghèo được hỗ trợ khám, chữa bệnh, 9.939 học sinh nghèo được hỗ trợ học tập và 2.956 hộ nghèo được hỗ trợ mua cây, con giống để phát triển sản xuất, chăn nuôi. Hệ thống mặt trận các cấp thì năm nay đang tiếp tục triển khai và lấy cái tháng cao điểm 17 tháng 10 năm 2015 đến 18 tháng 1 năm nay là tiếp tục là trực tiếp rồi vận động rồi tuyên truyền toàn dân
để làm sao như vậy tham gia thì góp phần, đóng góp phần nhỏ của mình vào về ngày vì người nghèo, để góp phần cùng với toàn đảng toàn dân để thực hiện tốt về cái chương trình an sinh xã hội của xóa đói giảm nghèo của tỉnh, hoàn thành cái nhiệm vụ về cái xóa đói giảm nghèo năm 2015. Những năm qua, cùng với việc cụ thể hóa và lồng ghép các chương trình chính sách hỗ trợ giảm nghèo của Trung ương, Nghệ An đã ban hành nhiều cơ chế chính sách riêng nhằm tạo mọi điều kiện để giảm nghèo nhanh và bền vững. Tuy nhiên, hiện Nghệ An vẫn là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao là hơn 10% so với bình quân chung cả nước là 6%. Vì vậy, rất cần sự chung tay hỗ trợ người nghèo nhiều hơn nữa từ các tổ chức, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân để đạt mục tiêu đến cuối năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 7,5 đến 8%.